Chào mọi người, tôi là Phan Hiền Lương, còn gọi là Lương Đẹp Trai. Hôm nay tôi ra trường nông nghiệp 1 để tham gia một cái khóa đào tạo về siêu bác sĩ thú y do anh Phạm Xuân Trịnh tổ chức. Đây là một chương trình rất là tuyệt vời, cung cấp rất nhiều các kiến thức về nghề nghiệp, về cách làm việc và các chiến lược kinh doanh, chiến lược tư duy trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta làm việc như thế nào cho hiệu quả, đấy là làm cho tư duy của chúng ta nó tốt lên. Đấy, mọi người hay lầm tưởng siêu bác sĩ thú y là một cái chương trình đào tạo về kỹ thuật, nhưng mà không phải. Vì chúng ta đã được đào tạo rất là nhiều trong trường lớp rồi. Chúng tôi đến đây để học tập tư duy về kinh doanh, tư duy về quản trị con người và rất nhiều các điều tuyệt vời khác mà chương trình này mang lại. Cảm ơn mọi người.